Địa ngục. Kiếp trước con đã từng làm quốc vương nước này tên là Tu Niệm, lấy chánh pháp trị nước, phụng hành các điều thiện. Trong suốt 25 năm, trong nước của vua đó không ai bị lao ngục tù đầy, không có đao binh và sử dụng hình phạt roi gậy. Đức nhân ái được ban bố khắp mọi nơi, cứu giúp khắp cùng không một chút tham tiếc. Tuy con đã thực hành tất cả những khó hạnh lành này nhưng còn một phạm một tội nhỏ, cuối cùng phải đọa vào địa ngục hơn 6 vạn năm, bị rang nấu bằng chặt, đau khổ không chịu nổi, cầu sống không được mà muốn chết cũng không được. Ngay lúc ấy cha mẹ ở tại nước này tuy có của cải tài sản vô số, giàu sang sung sướng vô cùng, đâu biết con ở nơi địa ngục bị tra khảo kịch liệt, cha mẹ đâu thể đến san sẻ bớt nỗi khổ đau cho con được. Phụ vương biết vì sao con bị đọa như thế không? Thời xưa con làm vua ở nước lớn này, thống trị tất cả tiểu quốc cùng phụ cận. Nhà vua tánh tình nhân đức, nhân từ đức độ, đến nỗi lục nước không nghiêm, cho nên các vua tiểu quốc dễ coi thường, họ cùng bàn với nhau: đại vương này chỉ được hiền lành nhưng nhu nhược, không có đức oai hùng nên không thể thống lĩnh đại quốc. Bây giờ chúng ta nên đem quân chinh phạt và trút phế ông ta cho rồi. Các tiểu quốc kéo quân đến chinh phạt đại quốc. Lúc ấy vua Tu Niệm dốc hết vàng bạc châu báu ban cho các tiểu quốc, nhà vua lại ban cho chức tước Võng Lộc để phủ dụ an ủi họ. Vì thế mà vua các tiểu quốc đều rút lui về bốn quốc. Thế nhưng chẳng bao lâu các tiểu quốc lại kéo vô số quân đến chinh phạt đại quốc. Các quan lại của đại quốc nổi giận tâu lên đại vương: bề tôi ở các tiểu quốc ngu si vô nghĩa, không nghĩ đến tội khi quân coi thường đại quốc. Chúng là những kẻ phán nghịch, dám xúc phạm đến kẻ bề trên. Xin đại vương nên hạ lệnh cho dân chúng mau chống lại và hãy luôn đề phòng đối phó. Chúng ta nên đánh dẹp để trừ khử bọn giặc phá hoại. Nhà vua đáp: ta làm cha làm mẹ của dân nên phải có trách nhiệm dạy dân lòng nhân ái, tha thứ cứu mạng cho họ khỏi bị nguy hiểm. Ta thương tưởng những tiểu quốc kia cũng giống như những đứa bé chưa hiểu biết, hãy từ từ khuyên bảo họ chứ không nỡ thêm sự giết hại. Nhà vua luôn có lòng từ quảng đại thương mạng sống của mọi loài, chưa bao giờ có tâm giết hại. Quần thần không đành lòng trông thấy thành trì của các đại quốc bị các tiểu quân xâm chiếm, dễ dàng thuộc về tay họ, không thể nén giận quan tâm của đại quốc lén giận quan quân của đại quốc lén cất binh đi chinh phạt các tiểu quốc. Do đó nhân dân bị giết hại rất nhiều. Đại vương nghe được sự việc như vậy vô cùng đau xót, ngài khóc như mưa. Đại vương đem nhân dân các nước bị tử vong làm lễ tống táng và hết lòng lo lắng thương xót như lo cho con của ngài. Các tiểu quốc thấy đại vương tâm từ thương tưởng nhân dân như thế mới đến xin hàng và quy thuận với đại vương. Khi các tiểu quốc đã về hàng phục đại vương liền ra lệnh bày tiệc chiêu đãi họ. Quan đầu bếp làm việc muốn làm đủ các thức ăn cần phải làm thịt lục súc trâu dê. Khi nhà bếp nấu món gì liền thời tâu lên nhà vua trước. Nhà vua tuy có từ tâm nhưng sự bất đắc dĩ phải gật đầu đồng ý, vì nguyên nhân đó mà mắc phải tội như thế. Mỗi khi nhớ đến việc này, con không khỏi bị dựng tóc gáy mà toàn thân toát mồ hôi lạnh. Sở dĩ con không nói vì nhớ lại những sự tốt xấu, an ổn, ngu khốn, thành bại, lo sợ đã đến với con trong đời quá khứ, cho nên đến 13 tuổi con vẫn không nói. Nhờ sống trong tĩnh lặng, con thoát khỏi bao điều xấu ác, vượt hẳn trần lao,
xa lìa trần tục, không còn gặp ác nạn. Nay vì muốn tịnh khẩu, không nói mà phải bị vua cha chôn sống. Con sợ sau khi vua cha qua đời lại bị tai ương, vì một khi đọ vào địa ngục không còn ngày ra, ý con không muốn khiến vua cha đắc tội, cho nên con phải nói mà thôi. Con chỉ muốn trọn đời học đạo giữ ý vô vi, chứ không thích làm vua. Đời sống ở đời mơ mờ trong mộng, vui chơi trong nhà chỉ có thoáng chốc, mà phải chịu biết bao lo âu buồn sợ trong miên viễn. Vui ít khổ nhiều, các não phiền mua mối. Vì thế bậc trí cho rằng ngôi vị thiền tài ân ái là hệ lụy, các dục là trần lao. Nếu con làm vua sẽ sinh tâm phóng túng, tham cầu ái lạc, khiến dân ưu phiền là mối họa lớn cho thiên hạ. Vì thế người muốn thoát khỏi ưu phiền phải xa lìa trần lụy, ngược dòng sanh tử trở lại nguồn chân, cứu giúp muôn loài. Đời sống tạm bợ không thể nương nhờ, khi tuổi già suy yếu suy đến phải tiếp xúc với bệnh tật, mỗi ngày cách đạo một xa, không thể tiến tu đạo nghiệp. Con không tham phú quý, xem thường của cải, xả bỏ huynh hoa ở đời, chỉ hướng đại đạo du hóa khắp bốn phương trời để cứu giúp quần sinh. Phụ vương đáp: thật đúng như vậy, con là bậc trí không ai sánh bằng, nếu không như thế thì không bỏ ta đi tìm đạo. Tâm vua vừa vui vừa buồn, rất lấy làm hối hận việc đã làm quá. Thái tử nói tiếp: phụ vương có nghe sống trong đời cha con phải chia lìa, ân nghĩa đã trái đường, cốt nhục đã cách xa, vì nghiệp oan khiên con không thể nghe thấy, làm cho cha phải chịu khổ, lại đón thêm bao lao phiền. Nghe cha nghe con nói, biết ý chí con mình kiên cố, tự nhiên cảm thấy hổ thẹn, không biết dùng từ nào đáp lại nhà vua nói. Như kiếp trước con làm vua liên tục thực hành các điều thiện, chỉ một chút xíu sót chẳng đáng kể mà còn khổ sở đến như vậy. Huống gì ta trị nước không phụng trì chánh pháp, đã không có một điều thiện, trái lại chạy theo làm điều sai trái, kiêu mạn buông lung, chuyên làm việc xấu ác, tội biết dường nào. Vua cha liền cho phép thái tử đi học đạo. Lúc đó thái tử đã từ giả vua cha, rời tổ quốc, không luyến tiếc một vật gì, nhất tâm chuyên tinh niệm đạo tu đức, đạt thành chánh giác. Đức Phật hóa đạo chúng sinh khắp mười phương cõi, nhiều không tính xiết, trải qua vô số kiếp, không lấy đó làm mệt nhọc. Bồ Tát đã chịu biết bao gian khổ như thế. Đức Phật dạy: thái tử Mộ Đức thuở đó chính là ta. Phụ vương của thái tử nay là Diệt Đầu Đàn, mẹ là Ma Gia, thầy tướng Bà La Môn tức Điều Đạt, còn các người Đào Hành Vương nay là Năm Ông, A Nhã, Câu La. Những người muốn học đạo đều phải tuân hành vâng theo lời Phật dạy, không phạm một giới nhỏ nào. Hành đạo tuy gian nan nhưng sẽ vượt khỏi ba đường ác và tám chỗ khổ nạn. Trái lại nếu phạm giới cấm, về sau bị đọa vào đường ác. Nếu được làm người sẽ sinh vào nơi bằng khổ, hoặc làm nô tỳ. Ước muốn không được tự do, người giữ giới hành thiện mới đạt được ba ngôi cao quý. Đức Phật nói kinh này xong, các thầy tỳ kheo, các chúng trời người thấy điều không hiểu, cúi đầu đảnh lễ Đức Phật. Trong phần kinh này đó, quý vị bắt gặp ở chỗ nào? Chỗ nào mà thái tử Mộ Phách này đó, một vị mà coi vua kiếp trước đó, mà phải đọa vào địa ngục, mà bao nhiêu đời kiếp dưới đó, mà nấu xéo và hành hạ dưới đó, mà cha mẹ đang ở trên các cái cõi kia, không thể nào cứu, không biết con mình đang ở địa ngục. Ở chỗ nào vậy? Đọc cái chỗ kinh đó cái gì? Thấy chỗ nào? Bây giờ tu theo là sao? Ông trước đi sao là ông theo, sao đi vậy? Ông đi xuống hầm cũng đi xuống hầm, đi xuống mương cũng đi xuống hố, đi xuống mương là vì người cùng tối, không ai sáng, không ai dẫn được.
Còn á, mình có kinh, có sách, có lời dạy, có những cái câu chuyện ngụ ngôn, có những cái kiếp trước mà của Đức Phật đã cho mình biết thế nào là nhân quả, nghiệp chướng, nghiệp báo. Thì đọc trong kinh này quý vị nhận ra cái chỗ nào, chỗ nào là quan trọng nhất ở trong kinh này? Mà ông vua mà ông hiền lành, ông trở thành một ông vua nhu nhược, rồi sao nữa? Nhưng mà ông không bị đỏ nhu nhược, ông muốn dân an quốc thái, ông mất về vật chất nhưng ông không mất cái đạo đức. Nhưng rồi nhiều lần đó, các nước coi như là cứ tiểu quốc đó, thấy ông như vậy đó, lắm lắm em, ông cũng có không nói, mà ông còn đem cho nữa. Rồi các ông quần thần đó, đem các binh đi phạt xong rồi ông cũng đem những người chết cả hai bên đợi ông cầu nguyện. Rồi sao nữa? Rồi phải chiêu đãi các cái tướng, các quần thần của cả những tiểu quốc. Và khi mà làm đồ ăn đó, thì họ mới đem những cái lục xúc bò trâu, nghe không? Phải trình cho ông vua trước. Ông vua làm gì? Ông vua sao ông làm gì? Ông chỉ gật đầu thôi. Mà ông vua đó chỉ gật đầu thôi mà tội báo như vậy á. Giờ ông thầy tu mà cầm cái đùi gà, cầm cái miếng thịt mà ngồi trên bàn, miếng thịt bát tét, cầm đôi đũa mà chọn miếng thịt ăn thì không biết sẽ đi vào đâu. Tại vì ông vua đó, ông là cái quyền sinh sát trong tay. Sinh là gì? Là sống, sát là chết, sống chết trong tay ông. Nhưng mà ông chỉ gật đầu để làm vừa lòng những cái khanh hầu quân tước, những cái tiểu quốc mà coi như là triều cống, bởi vì họ không thể uống rượu mà không có thịt, mà chỉ gật đầu thôi. Mà khi đó ông phải bị xẻo, bị nấu, bị tùng, bị cưa, bị cắt, bị luộc, bị chiên, bị xào. Cũng như quý vị đến những cái nhà hàng mà thấy những cái con vật con này con khác, nó là ai? Là chính những con người mà vô tình hay cố ý, gián tiếp hay trực tiếp đã đi sai con đường, nó mới như vậy. Cho nên khi ông lớn, ông sinh ra sợ quá, nhớ được kiếp trước sợ quá không dám nói. Vì vậy cho nên làm sao mình nói ít lại, nói lời như sư nói vậy, nói mà người ta thay đổi, nói mà họ không giữ giới, họ giữ giới. Cả thế giới này mỗi người không giữ giới, nhà tôi không giữ giới, chỉ một người giữ giới cũng đã làm cho thế giới này nó gọi là cái thế giới. Còn có một con người giữ giới thì tứ đại thiên vương còn có coi như hộ cái hành tinh này. Đến một cái thời kỳ mà mạt pháp, đến cái chu kỳ đó, tức là sau này không còn áo vàng nữa, không còn nghe chữ mười giới có áo vàng nữa, áo trắng lên làm cái người tốt. Đến khi mà áo trắng tám giới không còn nữa thì còn năm giới rồi. Đến khi năm giới á cũng còn nữa thì nó không còn là đạo làm người. Tại vì đạo làm người, một cái người nhân là có tam can, có ngũ thường, có tam tùng, có tứ đức là nữ, và có gì, có nhân, có lễ, có nghĩa, có trí, có tín. Và cái đạo làm người thì có phải có là năm cái giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu. Ai phạm trong năm cái giới này thì coi như là thân thì người, mà tâm thì nó chưa phải là người. Cho nên á, khi mà cái khai thông lập địa ở trong những cái đoạn kinh mà sư đọc ở trong Tăng Chi Bộ đó, thì khi mà khai thông lập địa trở lại đó, thì những con người từ cõi âm thiên họ xuống cái cõi trần gian này, họ xuống trần gian này á, thì bồn sinh đó là một cái chất vị ngọt, ăn vô vẫn khỏe sống ăn đó. Nhưng rồi lòng tham, như sư nói, những đứa nhỏ đó nó thơ mộng, rồi nó bị đẩy vào cái chỗ tham, nó trở thành của người hư hỏng. Rồi sao nữa? Đến khi mà bắt đầu chia đất, rồi bắt đầu những hoa quả rồi này khác, rồi ngày nay chia năm xẻ bảy cái hành tinh này, con người đã chia sẻ ra, rồi gia đình xã hội đều bị phân hóa, và tôn giáo với tôn giáo chỗ nào những bài hát mà nước mẹ Quan Âm thương bảy con, tại sao bây giờ lại khổ nạn quá? Cho nên
quý vị biết không, chỉ có gật đầu thôi mà còn tội như vậy thì bây giờ người tu chưa thấy à? Trong pháp thấy, tức là chán thở là hết đường, đường trở về lại cái nhân giác này. Cho nên nãy tôi nói biết vài lời thăm ngày từ thông nói ấm lỡ nha, lỡ mà này nín thở thì cứ trở về qua ông rót rồi nào rồi nói mấy cái anh ba trợn ba trạo rồi cái chuyện mà bây giờ người ta bày ra đủ cách đủ phương hết, đó là bà bóng rồi đó là xăm quẻ rồi đó là pháp môn này pháp môn khác, không có pháp môn nào mà như Đức Phật nói ở trong cái đoạn này. Những người muốn học đạo đều phải tuân hành vâng theo lời Phật dạy, không phạm một giới nhỏ nào. Giới không có lớn hay nhỏ gì hết á, một cái hạt nước thôi. Mà cái máy của mình á, mình hút nước lên á, chỉ một cát vô nó cạt nó là coi như cái máy nó không xoay được. Một cái thùng phi nước, một cái bốn biển nước này mà nước cái hành tinh này nó bị hư hỏng đi, như một cái ngôi sao nào trên đó, một cái trái đất nào đó bây giờ nó bị lún một lỗ đó, mà nước mặn đó ở cái hành tinh nó đang đổ đi, mà nó không dễ gì đến cái trái đất của mình đâu. Nhưng mà họ đã đang tìm ra mới vừa lên. Hành đạo tuy gian nan nhưng sẽ vượt khỏi ba đường ác và tám chỗ khổ nạn. Hành đạo tuy là gian nan, hành đạo mà dễ quá đâu có gọi là hành đạo. Hành đời đây còn khó mà, làm chính trị chính em cũng khó mà, làm vua đó thua làm con Phật một ngày kiếp làm vua mà làm con Phật hơn quý lỡ được ngồi đời thế gian là gì. Phật có làm gì cũng là thế gian, nhân gian, trần gian, cái chữ gian. Còn mình ở đây là thợ, mình không hứa với Phật thôi, hứa làm đâu có gì hết được. Còn bây giờ hù không ai, hù không mà đừng nói xấu mong sư nha, mấy bà sư cô nha, nói đổ địa ngục cũng đâu mà cho cái người mà nói thiệt, người nói chân thế này nó thế gian rồi mà làm cho nó thiệt cái đi, dùng thế thực đi, nó còn có cái chuyện thay đổi vô thường nhưng mà nó thực xíu đi, mà gian quá, gian đến đổi mà chùa thì ông rồi cha rồi con nói với nhau rồi chùa thì ở trong bán, ở ngoài bán cũng được, rồi đi làm những cái việc mà quá sai với lại cái đạo lý bình thường, vì tranh ăn, vì tranh chấp cái quyền lợi. Người tu mà đi ra rồi mà những người Phật tử tôi tưởng đâu tôi coi lại đó, coi là coi như là quay đít cho ông thầy lạy đít người ta như vậy đó, mà cái đồ trong cái chùa. Cho nên cái người Phật tử nào họ viết cái bài hay nói về cái sự mà coi như quyền bí. Thế nào là gọi là quyền bí? Cái đệ nhất quyền bí là gì? Là làm theo thân mật, khẩu mật, ý mật là quyền bí. Quyền bí là gì? Là thân mình phải mật, khẩu mình mật, ý mình mật là quyền bí. Còn bây giờ làm ra cái vẻ coi như là ông Trần Văn Trược á, ông là đã trượt rồi, ông với đạo ông bỏ cái con dao á, để ông cầm cái búa, ông cầm cái kiếm, ông bỏ cái kiếm á, ông cầm cái mát. Cái dạng đó là ác. Còn ở đây họ là buông thông tâm được thành thơi, từ bi hỷ xã là nơi nương vào, tu là nhàn rỗi thanh tao, hành là ý chỉ đi vào chân tâm. Buông mà buông cái nhỏ bóc cái lớn, buông cái kiểu là buông hả? Niệm Phật cũng khí gì? Tôi là từ cái cõi mà cực lạc, tôi đã nghe một người, mà quý vị biết người là ai chứ, chú tôi về đây tìm trở lại tìm con gái của tôi kiếp những kiếp xa xôi nhiều lắm lắm rồi. Cho nên cái bài thơ mà vua nhà Minh ông mới viết đó, áo rồng cởi bỏ đắp cà sa, chỉ bởi bán đầu sải sạc na, trẫm vốn Tây Phương nguyên Phật tử. Từ ở Tây Phương nguyên là Phật tử. Rồi vì sao lạc đến đế vương nhà, trải qua 18 năm cứ
quậy hoài, thắng bại của là cái lục căn lục thức lục trần, 18 năm lục căn lục thức lục trần, cho nên không có rảnh. Chinh phạt bắt chinh nam khổ ba gia. Rồi nay á, kiếp này thay vì lên để mà coi như là tiếp tục làm tướng, lấy lại danh sơn cho nhà Nguyễn, nhưng mà không có lấy danh sơn mà phải lấy đạo pháp để làm sáng rực cái nhân gian này, để làm con đường sống của muôn loài. Thắp đến ngọn đuốc của Tổ Minh Đăng Quang. Mà Tổ Minh Đăng Quang là ai? Ngài là hiện thân của Nguyễn Hoàng, Hoàng Sơn Nhất Đá Vạn Đại Dung Thân. Tổ Minh Đăng Quang là ai mà người có một khả năng dựng lập lại con đường nói chuyện cái chánh pháp? Mấy anh bắt trợn bắt trạo dễ gì tôi theo? Nếu không có bộ chân lý của Tổ, tôi không bao giờ đó, Tổ không khiến tôi không bao giờ đi tu. Cái tu như mấy ông xin lỗi ở một đời sướng hơn, tại vì tu mà tham quá mà. Một đời tôi khó còn cái tu, tôi không có nhà cao cửa rộng, mấy bao nhiêu căn làm ít mà được nhiều, sống ở nước Úc mà, như một thiên đàng tại thế. Nhưng mà Tổ 32 tuổi mà ngày viết bộ chân lý định đến ngày hôm nay tôi không biết mò, tôi còn đang là một người mờ đi trong mơ để mà rờ rẫm cái con đường của Ngài đi, để mà dỗ theo cái dấu chân của Ngài. Cho nên chính Chúa 13 vua, Ngài là con của Ngài Nguyễn Kim, sinh là Nguyễn Hoàng. Mà cái bà già ở Huế, ở chùa Thiên Mụ mới nói câu là Hoàng Sơn Nhất Đá Vạn Đại Dung Thân. Chúa Giê-xu với là Đức Huệ Năng là những con người đức tính y như là của Tổ. Vì sao vậy? Chúa Giê-xu là bị đóng đinh năm 32 tuổi và vắng bóng, ông đâu có chết. Và Tổ năm 32 tuổi cũng bị coi như tranh chấp vì cái quyền lực, vì cái tôn giáo, vì cái người theo. Quý vị nghe đó, mấy ông thầy chùa đó, vua nói láo, vua nói đó, vua bây giờ làm sao cho nó theo thằng đó hết mà, làm sao cho theo hết mà, theo tôi làm gì, theo tôi để làm gì, nếu tôi có chở họ thì ở cái Ấn Độ chỉ cần đem máy bay xuống là coi như hàng hết trăm chiếc máy bay này, chiếc trăm máy bay khác, chở họ vào Úc thì cũng là chỉ là trên cái hành tinh này thôi, mà phải qua làm sao, qua cái đèo dục vọng, qua cái sông vô thường. Cho nên lần này quý vị đến đây tu hành, ông cụ này tội nghiệp, ông Huệ Tâm được như vậy, thì trước khi sư chấm dứt để mà đưa lên mạng thì nhắc nhở chùa Hoằng Pháp, thầy chân tính đó, thì đừng có toán tính là coi như cái tính này là cái tính là Phật tính hay là nghiệp tính gì hay chứ mà tính mà toán mà để có như quyền lợi mà cho mấy ông, hay là vì lý do nào đó mấy ông mấy bà sư cô sư keo gì đó mà ra mà lạy á, thấy xấu hổ lắm. Làm ơn cái hình ảnh này tôi nói cho biết là họ đã copy hết rồi, mấy vị có năng lý và có điều đình với là cái trang mạng mà Phật tử Việt Nam họ có đưa xuống hay nữa thì họ cũng đã copy hết rồi, tôi copy hết ở trong computer tôi rồi. Thì quý vị làm ơn là đừng có chơi dạy lấy chữ ngu chữ ngốc, mua danh ba dạng bán danh mấy đồng. Và tôi có đặt cái phần mà lục tự Di Đà đó, thì ở đây là coi như cái Di Đà tự tánh, chứ không phải Di Đà cái khẩu Di Đà đâu, mà cái là tâm mật, khẩu mật, ý mật Di Đà ở trong cái chúng, trong cái tự tánh thanh tịnh của chúng ta. Của chúng ta làm như vậy đó, nó không còn thanh tịnh mà nó là ô trược quá. Thì cái chùa Bằng Pháp của quý vị đó là đây là phá pháp. Tôi thấy cái hình ảnh mà một cái bà cái giả sư cô mà tôi lên tiếng từ bữa đến bây giờ, tôi mới viết những cái bài liên tục tôi gỡ lên và cảm ơn trang Phật tử Việt Nam đã cho đăng những cái bài này. Và ngày hôm nay buổi sáng này tôi đến là 17 ngày không ăn rồi, nhưng mà tôi vẫn coi như phải cố gắng tôi viết. Tôi không ngủ được, tôi nằm tôi ngủ không được, ông trên hình như cho ngủ thức hoài mà tôi nhắm mắt lại tôi ráng tôi ngủ xíu để tôi xuống tôi sơn và cái hồ của Quan Âm để mà coi như này như là một cái gì nó trong sáng, mà cảm ơn cái đức của cô độ Quan Âm là trải ra ngàn bát ngàn cây mà độ sanh như vậy. Cho nên á, trước khi mà đi ngủ thì quý vị nghe bài thơ này để đừng có nhớ nhà nghe không, chứ ông Huệ Tâm hôm qua cháu bò cháu nội rồi nó cũng bị gọi nó réo nó kêu về nó cột đó, giờ nó cột ở trong cái vòng sinh tử coi như là nó kêu không được, nó kêu cháu được kêu á, nhưng mà mình phải làm sao. Thôi đi đừng nói nhớ nhà, cho ta thêm luyện cho ta thêm sầu,
Nhà mình nào có gì đâu, trăng soi thủng mài mà đêm thâu gió luôn. Quyết tâm ta đã lên đường, hành trang ta có tình thương sẵn rồi. Tình thương ta cặp đồng trời, một khó vô tận cả đời ta tiêu. Khi lòng giật nặng tim yêu, quyền theo chân lý vì chiều sắm buông. Dìu nhau qua khỏi mê truông, qua đèo dùng vọng, qua sông, qua con sông vô thường. Phải qua cái đèo dục vọng, qua cái sông vô thường chứ không phải sông Mekong, công không phải cái sông sông Hằng. À, cho nên á, khi tôi về với Lào á, tôi lên trên những cái núi á, Quan Viên hay là ở trên trên đường Pháp Bang á, tôi ở trên núi á, tôi có viết những cái bài thơ đó. Về đây nghe núi nói kinh, về đây chuyên chở mọi tình yêu thương. Trong ta vũ trụ quê hương, trong ta không chỉ có mang mường thượng kinh. Tim ta còn duy nhất một chữ tình, ấy là đạo sống chung sinh thái hòa. Ta về đây, về với hoang ca, về với thơ tâm mà niệm bàn. Cái giọng sư cũng lên rồi. Ok, good. À, hồi hướng công đức cho ông này. Ông, You okay now? Yeah. Better? You met everyone, eh? You sit down there. Yeah. You go to Thác Bát. No, no, no. I want water. Get lấy nước của bố con. Okay, after video.